Alo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh BVT khám phá sở thích của anh em nhà thần Sóc Trăng các bạn nhé. Trước mặt các bạn đây là một cái hồ cá koi của anh em nhà thần Sóc Trăng các bạn. Cái hồ này thì Thành đã chia sẻ trên kênh cũng rất là nhiều rồi các bạn, cũng rất là nhiều. Và hôm nay Thành xin phép khoe các bạn nha. Cái hồ ngoài trời của anh em nhà thần Sóc Trăng. Cái hồ này thì cái nguồn nước này đó các bạn, nó gần một tháng rưỡi có hơn rồi các bạn. Và cái số lượng của cá trong cái hồ này tầm khoảng gần 30 em cá các bạn nha. F1 có, việc có. Nói chung là ở đây Thành thích như thế nào Thành nuôi như thế đó các bạn. Ở đây Thành chơi không quan tâm vào cái sở thích của cá nhân thôi các bạn. Còn cá đẹp hay cá xấu thì do cách nhìn của mọi người, ở đây Thành không bàn về vấn đề đó các bạn nha. Cái hồ này thì năm nay nữa là 6 năm các bạn, 6 năm Thành làm cái hồ này. Cái hồ này thì Thành chỉ có đóng cây 4 bên dựa vô hai cái vách tường này và hệ thống lọc đây. Hệ thống lọc gồm có hai thùng xốp và một cái ngăn lắng. Máy bơm ở dưới này bơm lên các bạn và vô cái hệ thống lắng này. Ở trong lắng này thì Thành cũng chả có để chổi lọc hay là gì các bạn. Thành lấy lưới lan này các bạn đây. Cái vườn lan của Thành lấy lưới lan này Thành bỏ trong đó đó với hai cái mùng. Hai cái mùng mắc cười lắm. Ở đây Thành cho các bạn xem. Đây, cái hệ thống lọc lắng của anh em nhà tham sang này, cái phi lọc lắng này. Ở trong đó gồm có hai cái mùng và lưới lan các bạn nha. Này các bạn nhìn thấy không? Lọc lắng ở trên này lắng tràn á. Nó qua cái hệ thống lọc ở đây rồi á thì nó rất là trong các bạn. Nó rất là trong các bạn nha. À. Và khi nó qua đây thì nó gồm có hai cái thùng xốp nữa các bạn. Đó, các bạn thấy không? Hai cái thùng xốp nửa cây và Thành chia ngăn ra để lọc. Thì ở trên này thì nó có di mắc. Và bên ngăn bên trên đó, bên trong đó các bạn thì nó có xứ lọc với đá nhâm thạch. Và bên kia là cây đèn UV các bạn nha, cây đèn UV ra ngoài. Chỉ đơn giản vậy thôi các bạn. Thì quay lại cái vấn đề ngày hôm nay Thành chia sẻ đến cho tất cả các bạn rằng ở đây cái hồ này trước mặt các bạn đây là một cái hồ cá gần một tháng rưỡi có hơn, chưa thay nước các bạn, chưa thay nước nha. Và nước nó trong như thế này đây, ở đây chúng ta sẽ đánh vi sinh, bởi vì hơn một tháng nay Thành không có nhắc lại vi sinh. Mà vi sinh hiện tại thì Thành đã chia sẻ trên kênh cho tất cả các bạn đó, và một số anh em lấy về đánh giá rất là cao. Cái vi sinh 3K đó gói 1 kg và cái số lần các bạn sử dụng đó nó rất là dài các bạn, nó rất là dài. Và so về cái công năng và cái giá tiền mình bỏ ra nó lợi nhuận rất là nhiều các bạn ha. Và hôm nay nhân tiện đó Thành hết cám, Thành lấy một bịch cám mới, Thành mở ra cho tất cả các bạn xem ở bên trong cái bịch cám này có gì, và chúng ta thảy cám xuống cho ăn và chúng ta phân biệt cái viên cám các bạn nha. Đây các bạn, đây là cái viên cám cá kinh phít khi mà Thành vừa mới tách bọc ra đây. Các bạn sẽ thấy cái màu của nó này, cái màu vàng các bạn nha, vàng ống, vàng bóng. Thì trước đây thì Thành có phân phối ba loại, thứ nhất là Sakura, thứ hai là kinh phít và thứ ba là theo la đó các bạn, cám theo la của Tomboy. Thì Thành xin nói cái đặc điểm nhận dạng trước nha. Cái cám Sakura màu nó vàng hơn cái cám này, nhưng mà cái tỷ lệ nén của cái viên cám này nó tốt hơn cái tỷ lệ nén của cám Sakura. Đó là cái cảm quan khi chúng ta bóc một viên cám lên, chúng ta so sánh bên ngoài. Và cám theo la so với cám này thì về cơ bản không so được các bạn. Lý do là cám theo la là do cám cá lóc, người ta bán để trên đơn vị là trên cá thể là cá lóc. Tuy nhiên ở đây chúng ta lấy để chúng ta cho cá chép coi chúng ta ăn. Vì một lý do nào đó, về kinh tế hay là gì đó Thành không biết, nhưng mà về cơ bản là không thể so sánh được các bạn ha. Và đặc biệt cám xeo la thảy xuống nước có loang dầu rất là nhiều. Và màu thì nó màu đen đất các bạn nha, màu đen đất. Thì đây Thành xin chia sẻ cái mà Thành biết cho tất cả các bạn, đặng cho tất cả các bạn có cái nhìn tổng quan khi mà chúng ta lựa chọn. Và bây giờ Thành sẽ cho ăn cho tất cả các bạn xem ha. Có một lít dầu lon nào ra là cắm giả các bạn nha. Đây các bạn nhìn thấy không có một vết dầu lon nào cả.
Đấy, các bạn nhìn thấy không? Thông thường, kể cả cám nhập, khi mà chúng ta thảy cám xuống nước, nó sẽ loang dầu ra liền. Các bạn nha, nó sẽ loang dầu ra liền. Và đối với cám này, thì các bạn sẽ thấy nè, không có một vết dầu loang các bạn nha. Và nếu như có một vết dầu loang nào, Thanh xin nhấn mạnh nha, đối với cám cá coi kinh phíp, nếu như tất cả các bạn mua ở đâu Thanh không biết, kể cả tại chỗ cửa hàng anh em nhà Thanh Nấu Chăn, nếu như thảy xuống hồ mà nó có vết dầu loang, đó là cám giả. Và các bạn nhanh tay liên hệ đến anh em nhà Thanh Nấu Chăn nếu mua tại cửa hàng của anh em nhà Thanh Nấu Chăn để lấy tiền lại các bạn nhé. Ở đây thì Thanh có hai hồ, một hồ ở ngoài trời và một hồ ở trong nhà. Nhân tiện đó Thanh quay chia sẻ đến cho tất cả các bạn cái hồ ở trong nhà của anh em nhà Thanh Nấu Chăn luôn các bạn nhé. Đây các bạn, trước mặt các bạn đây là một cái hồ cá coi của anh em nhà Thanh Nấu Chăn ở trong nhà. Cái hồ này thì cái độ sâu của nó chưa có đạt các bạn, cái độ sâu của nó thì khoảng 8 tấc thôi. Cái hồ cá này thì trước đó Thanh nuôi cá, không phải là nuôi cá chép coi, nhưng đam mê quá thì Thanh đã cải tạo lại và nuôi cá chép coi các bạn nha. Cái hồ này đáng ra nếu mà để cái đáy nó màu đen, gạch màu đen nó mới đẹp hơn. Đây là toàn bộ là những em cá F1 các bạn nha, những em cá F1. Và cái hệ thống lọc thì Thanh cũng làm như vậy các bạn. Cái hệ thống lọc này để trong nhà Thanh làm tận 3 cái thùng, nửa cây thùng xốp, nửa cây ngang, 3 cái và hệ thống lọc cũng như vậy thôi. Ở trong nhà thì nó đầy đủ tiện nghi hơn chút các bạn nha. Ở đây thì nó có cây chổi lọc rồi di mắt rồi xứ lọc đá nhâm thạch, cũng đèn UV ra ngoài. Thì cái hồ này thì cũng thay nước một lượt so với cái hồ ở ngoài trời mà Thanh chia sẻ đến cho tất cả các bạn đó, cũng một tháng mấy rồi chưa thay. Các bạn nhìn thấy không, ở trên mép của hồ nó đóng riêu hết trơn rồi, nhưng mà chất lượng nước này các bạn nhìn thấy không, có chất lượng nước cực kỳ tốt quá. Ở đây Thanh trang bị một cái đèn thay ánh nắng mặt trời các bạn đó, đèn thay ánh nắng mặt trời để gọi xuống cho cá nó màu nó tốt hơn. Thì thông thường đó, đối với những cái hồ cá mà chúng ta nuôi ở trong nhà đó, không có ánh nắng mặt trời thì cái màu của nó sẽ không có đạt các bạn nha, nó sẽ không có đạt, nó sẽ nhạt hơn so với những em cá mà nuôi ở ngoài trời rất là nhiều. Tuy nhiên ở đây các bạn nhìn thấy không, cái chất lượng của những em cá F1 các bạn nha, chất lượng của những em cá F1 trong hồ này cực kỳ chất lượng luôn các bạn, màu sắc rất tốt, cắt nét rõ ràng. Và ở đây thì anh đang cho ăn cám là xài 7 ml các bạn nha, xài 70 ml. Đây viên cám của anh em nhà Thanh Nấu Chăn này, xài 70 ml đây các bạn, hơi tối các bạn thông cảm nha. Thì mình lấy một lượng vừa đủ mình bỏ vô cái keo là được các bạn nha. Đó, ở đây thì Thanh không có chạy oxy đâu, bởi vì một cái máy bơm lên và nước nó chảy xuống, và đây là một cái máy thổi luồng thì nó về cơ bản nó cũng đã ok rồi các bạn, bị số lượng ở trong cái hồ này nó cũng ít rồi các bạn. Số lượng trong hồ này khoảng 8 con ha, 8 con cá, mà con nào nấy hết biết bự các bạn nha. Đó, các bạn nhìn thấy không, đâu có vết dầu nào loang ra đâu đúng không ạ. Và Thanh xin nhấn mạnh lại nè, nếu như tất cả các bạn nào mua cám tại cửa hàng anh em nhà Thanh Nấu Chăn, nếu như thảy xuống nước có vết dầu loang ra thì các bạn nhanh chóng liên hệ đến anh em nhà Thanh Nấu Chăn để lấy tiền về, đó là cám giả rồi các bạn. Và đây Thanh cam kết cho tất cả các bạn luôn, chất lượng của công ty giao đến cửa hàng anh em nhà Thanh Nấu Chăn như thế nào và anh em Thanh Nấu Chăn sẽ chuyển đến tay của tất cả các bạn chất lượng như vậy, không đổi các bạn nha. Nhân tiện đây thì Thanh xin chia sẻ đến anh em những dịp cuối năm, những ngày cuối năm thì các đơn vị vận chuyển hầu như là quá tải các bạn, do đơn hàng rất là nhiều, mua sắm quần áo các kiểu họ mua rất là nhiều nên là việc vận chuyển quá tải, thành ra là vận chuyển đến tay của anh em sẽ chậm hơn so với những thời điểm mà anh em mua qua anh em nhà Thanh trước đó. Vậy cho nên tất cả các bạn kiểm tra lại cái lượng thức ăn trong nhà mình coi còn đủ cho những em này ăn hay không. Nếu mà không còn đủ thì các bạn nhanh chóng liên hệ đến anh em nhà Thanh Nấu Chăn để được lên đơn cho những bé cá nó có những cái lượng thức ăn vừa đủ từ đây đến Tết và qua Tết các bạn nha. Thì xác định là đây tới qua Tết thì cái việc vận chuyển nó sẽ khó khăn đó,
các bạn chú ý giúp cho anh em nhà Thành Sóc Trăng. Còn việc mà để tặng cho tất cả các bạn cái 10 túi tặng một túi đó, thì bên Thành Sóc Trăng sẽ chủ động liên hệ đến cho anh em. Nếu như cái số lượng mà anh em lấy đó đã đạt, an tâm nha. Ở đây thì anh có nhân sự để liên hệ đến cho tất cả các bạn. Vừa qua anh em nhà Thành Sóc Trăng đã chia sẻ đến cho tất cả các bạn những cái nhìn khách quan về những cái hồ cá koi hiện đại và chơi như thế nào, và đối với cái hồ cá koi thì cần cái gì. Thứ nhất là cần cái hệ thống lọc. Hệ thống lọc thì về cơ bản là ở đây Thành chia sẻ rất là nhiều cái hệ thống lọc đó, làm như thế nào, ngăn như thế nào và lọc như thế nào. Và cái hiện đại chúng ta khi mà chúng ta vận hành xong rồi đó, cái hai cái vấn đề quan tâm, thứ nhất là vi sinh để đánh như cho cái nước nó tốt, cá nó khỏe, là loại vi sinh nào, giá tiền ok nhất là loại vi sinh nào. Cái thứ hai nữa là chọn lựa cám nào cho nó hợp lý và cho mình trải nghiệm một cách tốt nhất với cái chi phí tốt nhất. Thì hai vấn đề đó thì trong clip này Thành đã chia sẻ đến cho tất cả các bạn. Nếu như tất cả các bạn nào đang quan tâm thì các bạn cứ việc inbox cho Thành sẽ chia sẻ tận trường cho mình các bạn nhé. Nếu như tất cả các bạn xem thấy hay, vui lòng đăng ký kênh, like và subscribe kênh để ủng hộ anh em nhà Thành Sóc Trăng các bạn nhé.